Hello các bạn. Hôm nay nhà Lan mới trả hotel. Bây giờ mình đi vòng vòng đây một vòng nè. Mình coi cái thành phố ở mình coi cái thành phố Montreal ở bây giờ thì mình chạy vòng vòng đây xong rồi sau đó mình sẽ đi lên Quebec. Quebec hả anh ấy? Quebec. Hả gì con? Này Bảo nè. Bảo ngoan ghê chưa? Bảo đúng là mẹ quay video là Bảo phải im á. Cái đó là cái sai mẹ cho Bảo á. Ở đây lên cái gì đó dễ thương quá à. Đi lên thẳng trên này coi. Đâu có được đâu, đường này được một chiều rồi. Hả? Đi Không. được một chiều mình chạy làm nữa Đây là cái park đây nè. Ôi, chạy vô thẳng vô cái park này này. Coi lá vàng đây nè. Ở đây lá vàng, lá đỏ đẹp quá. Này lá cái này. vàng đây. Đây là lá vàng. Paris có gì lạ không anh? Có lá nó vàng đây nè. Đây phố cổ Paris đó các bạn ơi, nhà kiến trúc của kiến trúc đâu thấy Paris lắm đâu anh, Paris kiến trúc đẹp lắm mà. Ồ, có hả con? Có trái bí hả? Trái bí hả? Lá nó đẹp quá hình đi hả? Xuống đây đứng chụp hình nè, lãng mạn chưa? Ngắm một vòng phố cổ nha. Chỗ này là dân người ta ở đó, apartment chung cư đó. Hồi nãy là ở trên kia là cái downtown, còn giờ đi ra cái ven ngoại ô tí. Đó, lá nó bắt đầu nó đổi mùa rồi, bắt đầu nó xuống đường nó rơi rải đầy nè. Mình đi mình thấy đẹp đấy chứ người ta thì ở đây người ta thấy nó bừa bộn quá. Stop sign nó gọi là gì hả? Arrest hả? Arrest. Arrest hả? Ở đây người Pháp, người ta nói tiếng Pháp nhiều, thành phố Pháp, người ta nói tiếng Pháp. Sao anh dẫn em vô đường này tự nhiên thấy nó đẹp và lãng mạn quá vậy? Đi lạc mà vô cái đường đẹp quá à. Đẹp không con? Lá này. Cái này chụp cái hình này, cái này đặc biệt này, cái nhà thờ này em nhà quay thờ này nè, nè. Chụp Basilica đó. Zilica là Không gì? biết nhà thờ nào thế nên để cho mấy postcard đó, cái đặc biệt của Montreal. Này cái nhà thờ này các bạn, trời ơi cái lá nhà thờ nó ngay cái lá vàng đẹp quá. Ở ngoài Làm trước muốn này chụp con, không? ở ngoài trước nhìn về trước này con, đứng lại giữa đường á. Turn right. Đứng lại giữa đường có được không? Gì anh nói quên rồi. Cho mấy cái postcard nó để hả? Trời ơi mấy cái rừng ngoài sau lưng Lan kìa. Nó đổi lá đẹp quá à. Ngoài sau Lan nó có cái núi á. Chạy chạy dòng lại không? Dòng lại nhưng mà nó trên núi á. Kìa có cái tiệm ăn gì nó đường này đường Saint Laurent nè các bạn ơi. Có tiệm ăn gì nó ngon lắm mà. Mà bây giờ mình ăn buổi sáng ai đâu bán đồ ăn cho mình ăn. Mình đâu còn ở đây đâu. Hả? Anh qua đi, xe nó trống. Saint Laurent. Ở đây mấy cái tên đường toàn là San San ha. Đây là một cái công viên đây các bạn ơi, cái công viên nhỏ nhỏ mà có cái lá vàng đẹp quá ha. Đó. Trời ơi anh chụp hình cho em đi chứ, không có chỗ đậu xe vô chụp hình ha. Này, À, ngang giờ cái view đẹp ghê chưa nè. đứng ngay đây chụp. U là la. Đẹp quá nè các bạn ơi. Đó, mùa này lên đây là thưởng thức cái lá này nè. Này về vô bên trái là vô cái park này nè, thấy không? Trên cái đồi toàn là cây không, hồi nãy đi dưới kia em thấy đó. Bên này người ta cho đậu xe nè. Ủa chỗ này đường một chiều rồi. Ôi, đường một chiều rồi. Đẹp quá. Ôi, one way thôi à. Đường này đường lớn này có cái công viên, hồi nãy mình đi dọc lại cái công viên đó các bạn. Mọi người ơi thấy đẹp quá mọi người ơi, đẹp không con? Bảo thấy lá vàng không con? Trời ơi đẹp quá, chỗ này đẹp quá, đẹp quá quê hương. Quê hương tôi. Quê hương tôi. Đi vô rừng chơi đi anh em. Đó, kiếm cho đồ xe à. Tượng đài nè. Tượng đài gì đây nè.
đi coi lá vàng mà. Chà chà đẹp quá. Oh my goodness. Có gì đâu đẹp phải anh ta, ở đây tao chán thấy mồ ha. Mình thấy nó đẹp. Tao chạy vô đây U-turn. Mont Royal. Ở đây là Mont Royal. Người ta đi lên cái park đó luôn đó anh đi à. Bởi vì mấy người yêu nhau lên đây đi chân mặt được đó anh đi à. Không có đang quay đâu, anh bấm nút home cho nó tắt. Đi ngắm cảnh đi lên cái núi hồi nãy thôi này. Này cái núi mà dưới mình thấy đó, bây giờ mình đi lên cái núi này luôn. Tự nhiên mình tình cờ mình đi lạc vào đây vậy ta. Nên mình tình cờ mình đi lạc vào rừng. Rừng rất là đẹp. Xe bus nó không chạy lên trên đây, nên có ai ở trên đây hả? Bus stop trên này nữa. Trời ơi bà này bà đi ski. Ski giống như sợ lên trên núi. Ấy ấy. Trời anh ơi anh đụng vô cái này em rung tim ra ngoài luôn anh yêu ơi. Đó seaside and bus nhìn đây nhìn xuống dưới đó nè. Chụp hình dưới đó đó. Cái này là cái park gì đây ha. Đi lên đó luôn hả anh đi à? Đi lên luôn. Trên cao luôn đó. Không, hồi nãy cái chỗ đó có cái thập thang á, có step đi lên luôn. Wow, trời đẹp. Cái kính này nó hơi bị dơ nè, quay nó không có bị đẹp. Sạch lắm nè. Kính xe nó không có sạch lắm nè. Oh my goodness. Bên phải kìa. Ôi ôi, thẳng thẳng nha. Nguyên một cái rừng vàng ở bên phải này nè. Mà mắt cái cây này nó trâu ấy à. Đó không? Cái góc này nó hơi bị chói ánh nắng đi các bạn. Đó. Cái này hơi bị chiếu ánh sáng mặt trời. Thôi tới cái park này. Đúng rồi, vô cái park này chụp hình đấy nè. Người ta stop ở đây nè, mình vô đây mình coi nè. Stop sign, stop sign. Wow, đi lên cái rừng đây nè. Rừng lá úa. Này đầu xe trong đây. Đó, ở trong đó có cái lá vàng, ở trong đó cái park đó, hình như cái công viên. Đi vô trong đó coi thử ra thử nó có gì, lát gì mình quẹo qua sau. Tên gì ha? Rồi, lên trên núi rồi các. Bây giờ mình đang ở trong cái thung lũng này nè. Cái này nó chói nắng quá. Em muốn em lái xe cho anh coi không? Okay. Quay cái đường đi nè. Quay bên đó nó có cái led kìa anh ơi.
cái lát từ dưới thôi luôn à. Đậu xe đây cũng được. Đi ra đây đậu thì được rồi. Ở trong kia cái gì nữa trong đó ha? Trong đó còn cái gì nữa? Trên đây này đẹp quá chưa? Hôm mai vô đây chụp hình nè, cái phone em nó hết pin lên chưa? Đó, xe kia nó dây dài, nó dây vô chờ. Ở đây mình đang coi có chỗ đậu xe không các bạn ơi? Khó quá chỗ đậu xe quá. Xe nó ra trên kia rồi, xe này nó có vô không? Mình đậu xe mình kiếm mình chụp mấy tấm hình. Anh đậu đây hỏi có ai ra thì mình vô nha. Anh đậu hỏi có ai ra thì mình dê vô mình đậu nha. Đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi chịu không nổi luôn á. Nè, quá trời lá luôn nè. Trời ơi, lá gì nó vàng, nó đỏ, đủ màu hết, rất là đẹp luôn. Mê quá à. Mùa thu, bây giờ không có chỗ đậu xe. Nên đi vòng vòng lên đi vô kia nha. Để kiếm chỗ đậu xe, cho anh Huy anh kiếm chỗ đậu xe. Đã quá. Đã chưa? Xào xoạt lá rơi. Cái cây này đẹp quá là các bạn, cái cây này nó màu... cây này nó màu cam nè, màu vàng á, vàng cam cam. Đây, đó, cái tán nó đẹp không? Đẹp quá. Dạ theo. Còn cây này là cái lá nó màu đỏ. Có cái con đường chạy vô đây luôn, coi đã chưa. Đó, con đường đó. Và đây là con đường phía sau làng. Đây là cái đồi, đi coi đá vàng mà đói bụng quá các bạn ơi. Sáng giờ chưa ăn gì luôn. Mình chạy vòng vòng thành phố đó, xong cái mình kêu chứ mình đi vòng vòng thành phố thôi. Không ngờ cái mình gặp cái đường đi lên trên núi, cái mình đi luôn. Giờ chưa ăn gì hết, trời ơi đẹp quá. Oh no, đẹp quá, coi behind me. Oh my goodness. Đây. Thôi cái hồ nước này, ôi lãng mạn quá. Nè. Người ta đi cắm trại trên này luôn đó. Ôi, hy vọng anh Huyên có chỗ đậu xe đó, thấy chưa? Wow, quá đẹp luôn. Ôi đẹp quá. Đẹp chưa? Đi tiếp cho mọi người xuống cái hồ nước này á. Đứng dưới cái tán cây này, quay vòng vòng cho các bạn coi. Dạ, wow, quay vòng vòng luôn nè. Tại sao có cái hồ nước đẹp quá. Đó. Thôi tối. Đẹp ha.
Đứng lên đi, đứng lên đi. Có làm gì đó? Giải giải lên trời hả? Con cầm cái lá con đưa cho mẹ coi coi cái lá nó ra làm sao. Ai gọi vậy honey? Dơ quá. Yeah. Con có thích không? Con chừng dính tay dính cát không mà lát không có ăn được đâu nghe không? Thích quá. Quá đẹp luôn các bạn ơi, mê quá, mê quá, không có muốn về. Ôi nọ. Thật đẹp không? Mê quá không muốn về. Coi lại lá nè, coi lại lá nè. Đó, coi lại lá.